Vâng, xin được mến kính chào toàn thể quý vị và các bác thân mến nhá. Hôm nay em tiếp tục lên clip giới thiệu đến quý vị các bác một cái sản phẩm mới. Đấy. Đây là một em âm ly đề lông. Có cái model là PMA S135L. L ở đây có nghĩa là limited các bác nhá. Đấy thì bác nào mà đam mê cái dòng đề lông thì các bác cũng đã biết đến cái con này rồi đúng không? Đề lông S135 Limited, một trong những cái phiên bản cao cấp nhất trong cái chuỗi series S10, và cũng là cái bản kỷ niệm của hãng đề lông. Kỷ niệm ở đây là tức là họ kỷ niệm đổi tên không nhé. Đấy. Cái hãng đề lông này ngày xưa ấy, tên của nó là Denon các bạn, Denon này, đấy Denon. Nhưng mà kể từ tháng 10 năm 2001 thì họ chuyển thành Denon. Đấy. Denon thì ngày xưa cái âm cái ý nghĩa cái thương hiệu này có nghĩa là kiểu như là bật nguồn các bác. Den tiếng Nhật là điện mà on nghĩa là mở ấy. Đấy, kiểu như là mở nguồn, mở điện ấy. Thì dịch một cách nó mềm mại hơn thì có thể là gọi là mở nguồn. Đấy. Đại khái là như thế các bác nhá. Để rõ hơn thì em không nắm được. Đấy. Thì đây là một trong những cái bản gọi là cao cấp nhất trong chuỗi series S10 35A. Đấy. S10 này thì là nó có bao gồm S10 trơn này, S10 25 mã, 35 mã và cuối cùng là S10 35 mã limited. Đấy. Con âm ly này thì về trong tình trạng thì nói thật với các bác là nó cũng không được gọi là đẹp xuất sắc các bạn. Nó vẫn còn có một vài các cái vết cấn ở trên cạnh này các bạn này. Cạnh này thì không nói. Đây chỗ này này. Đây. Để quay cho các bác xem nhá. Đây nó bị này. Đấy, nó cấn gợn nhẹ nhẹ như này. Nói chung là phải soi kỹ thì mới thấy này. Đây. Đấy, hàng có như nào thì em báo với các bác cụ thể như thế nhá. Đây. Và đây một vết nữa. Đấy. Hết. Được chưa? Dây nguồn thì là dây nguồn zin chân vàng theo máy, dây to rất là to, dây zin nhá. Đấy. Về lắp lưng này. Lắp lưng của em này rất là đẹp. Rất đẹp. Nói chung là con này mà ngoài những cái vết này ở đây ra thì mọi thứ khác nó đều rất là ổn, ổn đẹp. Kể cả về mặt trước này. Em sẽ quay gần và quay chậm để các bác cũng quan sát này, mặt trước này, đúng không? Đấy, cho đến cạnh bên. Đấy, đến cạnh bên và nhìn những con ốc này nhá. Những con ốc bắt này nó được mạ vàng, rất là sáng nha, rất là sáng. Sáng đẹp. Vâng. Đấy, rồi cho đến cái phần phía chân tín hiệu đi vào và đi ra nha. Đi vào đi ra. Em sẽ quay một vòng để các bác quan sát hết cái tổng thể cái hình thức của máy đã. Đấy các bác để thế nhá. Và rồi chân giác còn rất chi là sáng sủa. Vàng óng luôn. Đấy, đây là cạnh phía bên phải bên trái nó này. Rồi đi qua một đoạn chi tiết về phần mặt mũi và tổng thể về thân máy thì máy rất là đẹp, trừ những cái vết như này ra. Đấy, thì nó làm cho chúng ta kém duyên một chút nhưng không sao cả. Đấy, còn nhìn từ xa thì máy vẫn rất là ok không nhá. Nếu mà lại gần thì nó này, nó như này đấy. Lại gần thì chúng ta mới có thể nhìn thấy. Em này thì là nó được thiết kế bao gồm có 18 sò mốt phét và đây này. Nó ghi này. Ultra 2 Crash 1 này có nghĩa là 1 phét 18 sò 1 phét. Cái sò dòng cao cấp. Cái dòng sò này thì nó hay được lắp trên các cái dòng âm ly cao cấp của Acouphase như kia kìa. Đấy, thì là mới được lắp những dòng sò cao cấp này thôi. Sò này thì là nó cho âm thanh nó rất là hay. Nó mạnh mẽ này, đúng không? Âm thanh nhìn nó trong trẻo. Thì với cái thiết kế đặc trưng của hãng đài lông thì phía giữa của chúng ta là có một cái nút volume to như này. Volume này là cũng được phay bằng cái nhôm nha các bác nhá. Phay CNC, nhôm phay CNC. Tất cả những volume này đều là được làm bằng nhôm này các bác nhá. Em này thì nó có cái công suất đánh ra loa ở cái trở kháng 8 ohm là 100W và trở kháng 4 ohm ấy là 200W. Đấy. Con này thì rất là khỏe. Đây cái công suất nguồn của nó 300W các bác này. 300W điện 100V. Thì con này nó có thể đánh được hầu hết tất cả các thể loại loa nhé. Hầu hết các loại loa, từ loa Âu, Mỹ cho đến loa Nhật đúng không? Các loại BV kép rồi JBL, loa Bose thì đánh được hết.
Thì em này nó có hai cầu, bốn kênh đúng không? Hai cầu là phía trên là cầu A và phía dưới là cầu B. Cái này thì là cầu bi quay, khâu chúng ta không thể là chọn đánh độc lập cầu A hoặc cầu B được vì nó không có cái nút chuyển chuyển cầu, chuyển kênh. Đấy, có nhiều những dòng âm ly thì ở phía trước này này, nó sẽ có nút cho chúng ta chọn là A hoặc B hoặc là AB cộng, A cộng B đúng không? Chúng ta có thể chọn được đánh cầu A hoặc B riêng tách biệt ra. Nhưng mà con này thì nó không có, nên là chúng ta chỉ có đánh cầu bi quay, đánh đồng thời một lúc là cả hai cặp loa luôn, tức là bốn chiếc các bác nhá. Đấy. Về ngõ ăn chơi của nó thì nó cho chúng ta rất nhiều cổng ăn chơi đi vào, từ Polo, CD, Tiller đấy, đến AUX1 và AUX2. Đủ để cho chúng ta có thể kết nối cùng một lúc khoảng 4 đến 5 thiết bị đưa vào đấy, từ ví dụ như đầu mâm than này đúng không, đầu CD này. Tiếp theo các bạn có thể kết nối trực tiếp từ TV xuống hoặc là từ laptop đấy, hoặc từ máy tính không nhá, vân vân. Và ngoài ra thì là hãng cũng đã thiết kế cho chúng ta thêm ba cái cổng để chúng ta chờ sẵn đây này, để chúng ta kết nối thêm những thiết bị ngoại vi vào, chẳng hạn như là lọc xì này đúng không, equalizer đó, hoặc là chúng ta có thể là kết nối thêm micro đúng không, micro nhưng mà điện phải điện 100 đúng không anh nhá, micro mà cho điện 220 vào đây thì nó không lên được. Và đây thì họ cũng có ghi rõ này, hai cái ổ trên này thì nó chịu được 120W, còn cái ổ dưới nó chịu được 240W nữa nhá. Đấy. Về tổng thể thì em này như vậy. Và bây giờ thì em xin phép sẽ được tháo cái lắp lưng này ra để quay phần bên trong lõi này cho các bác cùng xem. Và em đã tháo được cái lắp lưng của chiếc âm ly này ra các bác nhá. Đó. Thì ngày làm ngay chính giữa chúng ta, trung tâm này, đây là một cái cục nguồn xuyến các bác nhá, nguồn xuyến, và nó được bọc bằng một lớp gang. Đấy, bên trên thì nó sẽ đổ một lớp nhựa. Đấy. Cái chức năng tại sao họ lại thiết kế một cái cục nguồn nó như thế này, cái chức năng là dùng để là nó tách biệt cái phần nguồn điện, nó không ảnh hưởng đến cái mạch âm sắc hai bên này nhá. Bởi vì các biết đấy, các bác biết đấy, khi mà nó có dòng điện đi qua thì nó sẽ sinh ra từ trường, và từ trường này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là độ chuẩn của tín hiệu, đúng không ạ? Độ chuẩn của tín hiệu thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái tín hiệu âm thanh của chúng ta các bác nhé. Đó. Và hai bên này, ở đây thì rất là khó nhìn này các bác, khó nhìn nhé, rất là khó nhìn, em sẽ quay ra đây. Bên này có bên này nhìn dễ này, bên này nhìn dễ này. Đó. Và ở đây là một hàng sò gồm 8 con, các bác để ý này, nhìn bằng khe này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Bên này một vế 8 con và bên này cũng một vế 8 con này. Đó, bên này nhưng mà không nhìn được nhá các bác nhé, nó hơi khó nhìn, nó vướng cái tấm này rồi. Đó, bình thường những âm ly như là con 2353 4 mã này nó chỉ có 4 con sò như này thôi, 4 con này được mấy anh ạ. Nhưng mà riêng cái dòng này là bản kỷ niệm, bản giới hạn, nên là được hãng tích hợp tới 16 con, 8 con cho một vế. Để các bác phải biết là cái sự đầu tư kỹ lưỡng để cho dành cho cái bản kỷ niệm của hãng là nó như thế nào rồi. Kể cả những dòng Aquafe như kia thì nó cũng không được đến 16 con đâu bác, nó chỉ tầm 4 đến 8 con này. Đấy, 4 đến 8 con sò một phen là hết rồi. Đấy, nhưng mà con này nó lên đến 16 sò. Và ở đây thì nó có hai cái tăng phô nguồn các bác, hai tăng phô nguồn to như cái lon bia này, các bác nhìn này. Đấy. Nhìn là rất dễ thích rồi. Và máy thì bên trong này nó sẽ có một cái lớp bụi mờ đấy. Không được quá bụi đâu. Này, quét này các bác này. Không phải là quá bụi nhưng mà nó sẽ có một lớp bụi mờ, cái bụi mờ là bụi đặc trưng của bên Nhật. Đấy các bác nhá, bụi đặc trưng, bụi phòng, kiểu như bụi phòng, bụi vải đó ở bên Nhật. Đó, máy thì là hoạt động bình thường. Và con này là trở kháng đây các bác này. Đây, lúc nãy em đang nói về đánh cầu AB đúng không? Con này nó đánh ví dụ đánh A hoặc B thì là trở kháng từ 4 đến 16 ohm này đúng không? Còn đánh A cộng B thì là từ 8 đến 16 ohm. Đấy. Và khi mà đánh BY thì các bác có thể ghép BY như ví dụ cặp 464 ở đây, hoặc là những cái dòng loa anh như này thì các bác có thể đánh cầu BY. Ê, cách kết nối thì ở đây họ cũng có ghi này. Đấy. BY earring này, đúng không? Main này. Đấy, cái này thì các bác tham khảo thêm vào phần đít loa nhé. Cái đít loa họ sẽ ghi đấy, họ ghi là main với cả hai cắt với cả lao cắt thì là nó sẽ là âm cao, âm cái phần trên này đánh cho âm trầm, còn cái phần dưới này là sẽ đánh cho cái phần loa chép và loa chung. Đó. Và
đôi trở kháng ở đây rồi. Đấy, và đặc biệt các bác lưu ý nhá, lưu ý là khi mà chúng ta đánh nhá, nếu không phải là loa đánh BY mà các bác đánh hai cặp thì các bác có thể để ý là nếu mà đánh hai cặp là trở kháng và đảm bảo từ 8 16 ôm nhá. Còn nếu như mà ngoài cái ngưỡng trở kháng này thấp hơn ấy, khoảng từ 6 đến 16 ấy, hoặc là sáu tầm 6 ôm ấy, hoặc là 4 ôm ấy, là các bác phải lưu ý không là sẽ chết âm ni nhá. Âm ni sẽ rất là bị chết. Đó. Và đặc biệt về cái con này, em này thì hôm nay ở trong chương trình hôm nay thì em sẽ báo với các bác một cái giá rất là yêu thương, rất là yêu thương nhá. Em âm ly này, giá hiện tại thị trường đang là từ 34-35, có shop bán 36 triệu, nhưng ngày hôm nay em nó vì những cái lỗi như thế này đúng không đấy, thì âm ly này, này sẽ ship về Việt Nam cho các bác giá chỉ có 32 triệu thôi nhá, giá chỉ có 32 triệu thôi. Và đặc biệt nếu mà bác nào mà chuyển khoản đủ một lượt thì em sẽ bao ship về tận nhà cho bác luôn. Đấy, từ ở bất kỳ một cái địa phương nào trên ở tại Việt Nam nhá. Bất kỳ một địa phương nào ở tại Việt Nam, mặc dù là cái phí ship nó sẽ theo khoảng cách gần xa thì nó sẽ tăng đắt hơn hoặc rẻ đi. Nhưng mà các bác ở bất kỳ một địa phương nào ở Việt Nam thì các bác mà chuyển khoản đủ một lượt thì em sẽ bao ship cho bác về tận nhà. Đấy, còn nếu các bác mà chuyển ship code ship cọc thì vui lòng đặt cọc trước cho em 20% nha các bác nhá. 20%, và con này có giá là 32 triệu để ship về Việt Nam đi đường hàng không đó nhá. À, ship về Việt Nam đi đường không chứ không có đi đường biển đấy. Máy thì đầy đủ tất cả mọi thứ đều có. À, xin lỗi các bác, là đây nó có đầy đủ cả cái dây nguồn zin theo máy đây. Ở đến đây thì em xin kết thúc cái clip của mình. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu mua sắm order hoặc là đấu giá sản phẩm audio hàng bãi được ship từ Nhật Bản về Việt Nam. Về Việt Nam thì các bác vui lòng liên hệ cho em theo số Zalo là 0961886863 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái clip tiếp theo.